mã số 3003. Nếu các bác đang tìm kiếm một cây đồng hồ tủ theo kiểu phong cách dáng trơn, đẹp nhưng không nhàm chán, thì đây là một lựa chọn hợp lý. Cây đồng hồ đến từ thương hiệu Benwin với kích thước chiều cao là 213 và bề rộng 64cm. Thiết kế với màu nâu cà phê, cây đồng hồ được khéo léo lồng ghép những mảng nu phía trên đỉnh hai bên và cả phần đế của đồng hồ, cùng với những đường diềm hoa văn cổ điển. Cây đồng hồ tạo cho người nhìn cảm giác gần gũi, thân quen, không quá cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Cây đồng hồ vận hành bởi cỗ máy 12 gông, 3 bản nhạc, có lịch trăng sao, nhạc chuông 15 phút điểm một lần. Đồng hồ hiện đang có tại đồng hồ cổ Tạ Tấn, địa chỉ số 483 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin mời các bác cùng thỉnh chuông cây đồng hồ này. Cây đồng hồ sử dụng cỗ máy 3 đồng xu cao cấp, chất chuông vang, trầm ấm và dày tiếng. Mã số cây đồng hồ là 3003.